Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 12 tháng 3 năm 2024 ạ. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em đang có những mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Gian báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Thì hôm nay đặc biệt là bên em có một cái lô hàng Bắc về cực kỳ là đẹp. Trước tiên đó là cái dòng lan kiều vàng ạ, cô chú anh chị nhìn cho em, đây là cái hàng Bắc cô chú anh chị nhé, cái lô hàng Tây Bắc ạ, rất là đẹp như thế này. Và 1 kg của dòng lan tươi roi rói luôn cô chú anh chị ạ, 1 kg của dòng lan kiều vàng, hàng đang chuẩn bị đi vào cái mùa nụ rồi. Giá em đang bán là 180.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng lan ngọc thạch 3 màu này, đó, hàng Bắc và hiện tại đang mầm gốc lên chi chít như thế này, cây cũng đang bắt đầu là chuẩn bị nhú nụ này cô chú anh chị, thân nào thân đấy căng mướt luôn như vậy ạ. Thì nói chung là những cái dòng hàng thảo thì bao giờ hàng rừng bao giờ cũng có, sẽ có cả lẫn thân già và thân tơ. Cũng sẽ có những cái cây mà có thể bị gãy đầu ngọn một chút xíu cô chú anh chị nhé. Đó là những điều mà không tránh khỏi, ví dụ như cây như này rất là dài mà có thể bị gãy đầu ngọn một chút ạ. Thì một cái lô hàng rất là đẹp, ngọc thạch Bắc, hàng cực kỳ là đẹp như thế này, em đang xin phép bán với giá là 150.000 cho 1 kg. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé. Hàng phải nói là cực kỳ là tuyệt vời luôn ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em đang có cái lô bên này đây sẽ là dáng hương đuôi chồn. Cũng lâu lắm rồi, thực sự là cái dáng hương đuôi chồn. Hàng chồn Bắc không có hàng cô chú anh chị ạ. Cái dáng hương đuôi chồn về hàng đẹp mê như thế này này cô chú anh chị. Đó, nói chung là hàng chồn Bắc thì người ta sẽ để cái rễ nó hơi dài một chút cô chú anh chị nhé, chứ không có cắt tỉa kỹ như cái hàng hàng Lào. Và cái hàng Bắc thì sẽ cực kỳ là dễ thuần, dễ chăm. Cây gần như là không bị trượt lá, rất là dễ sống. Thì cái lô hàng Bắc này, cái lô chồn Bắc rất là đẹp này, chuẩn bị cho nụ rồi cô chú anh chị ạ. Chuẩn bị sưng nụ rồi. Em đang bán với giá sẽ là 180.000 cho 1 kg nhé. Và tiếp sang bên này đây sẽ là cái lô dáng hương tam bảo sắc ạ. Hàng mùa này thì nhìn rất là héo, rất là tóp nước, rất là chán luôn cô chú anh chị ạ. Tuy nhiên là cái mùa mà ghép rất là đẹp trong năm. Hàng cây mùa xuân này là cô chú anh chị ghép sẽ rất là ít bị xuống lá, 150.000 cho 1 kg. Sang bên này đây sẽ là cái lô trầm tím hàng rừng. Hàng thân nào thân đấy mập nú luôn cô chú anh chị ạ, cực kỳ là đẹp, gần như là toàn bộ đều là thân tơ cô chú anh chị ạ. Tuy nhiên thì khi mà cô chú anh chị đặt hàng ấy thì cũng không đảm bảo cô chú anh chị rằng là mỗi một cây nó đều mướt mượt mượt và không có tì vết một tí nào đâu cô chú anh chị ạ. Ví dụ như cây này nó có thể nứt béo quá, nó có thể bị nứt một chút xíu này, nó không có làm sao, không ảnh hưởng gì đến cây, không ảnh hưởng gì đến hoa cả cô chú anh chị nhé. Nói chung này hàng quá là đẹp luôn rồi. Em đang để giá 1 kg trầm như vậy với giá sẽ là 360.000 cho 1 kg. Và em sẽ bán ngay từ 0,2 kg rồi. Tức là với 0,2 đảm bảo cô chú anh chị mình có những cái thân trầm rất là đẹp để mà thưởng thức hoa xuân rồi ạ. Và sang bên này đây thì em đang có những cái cây lan phượng vĩ. Một cái lô về phượng vĩ về đẹp mê luôn ạ. Hàng đang chi chít là nụ này cô chú anh chị này. Mỗi một thân phượng vĩ như thế này, mỗi một nhành phượng vĩ có thể cho từ 2 cái vòi bông ạ. Rất là tuyệt vời luôn như vậy nhé cô chú anh chị nhé. Cái vòi hoa có thể vươn dài cả đến cả từ 50cm cho đến 1m. Và chi chít, phân nhánh chi chít luôn. Với sắc hoa đỏ rực rỡ, nói chung là rất là đáng sưu tầm. 1 kg của dòng phượng vĩ này em đang để giá có 90.000 cho 1 kg. Tuy nhiên thì em nói rõ là sẽ có những cây mà có nụ và cũng sẽ có những cây mà em thấy là chưa nhú nụ cô chú anh chị nhé. Tuy nhiên thì khi mà em lấy hàng, em đóng hàng thì em sẽ cố gắng là chọn cho cô chú anh chị có cả những cây có nụ và những cây chưa nụ, để về cô chú anh chị có thể được ngắm ngay thì những cái bông hoa phượng vĩ đỏ rực rỡ trong thời gian rất là ngắn tới. Đó, một cái dòng lan em nghĩ rằng là cực đẹp và dễ thuần, dễ chăm vô cùng luôn, mà giá chỉ có 90.000 cho 1 kg thôi ạ. Sang bên này đây sẽ là những cây lan hoàng thảo kèn, những bông hoàng thảo kèn nở tím lịm tim luôn cô chú anh chị này. Và hàng kèn hôm nay đây ạ, hàng đa số là đều đang nụ như thế này, em sẽ chọn cho cô chú anh chị là những cái thân nụ đẹp để cô chú anh chị về có thể được thưởng thức hoa, những cái bông hoa hoàng thảo kèn một cách trọn vẹn nhé cô chú anh chị nhé. Và hoàng thảo kèn em xin phép hàng hôm nay với giá em bán rẻ sập sàn luôn, em sẽ bán với giá chỉ còn có 300.000
320.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhá. 320.000 cho 1 kg và em sẽ bán ngay từ 0,2 kg đây cô chú anh chị nhìn cho em. Với cái lượng hàng là 0,2 kg đấy ạ. Lượng hàng 0,2 kg cô chú anh chị mình có thể có ngay ở những cái thân kèn rất là đẹp như này, tức là chỉ rơi vào có 64.000 thôi là có một cái giỏ kèn rất là đẹp rồi. Và tiếp sang bên này đây sẽ là cái dòng lan sơn thủy tiên ạ, với những giả hành tròn vo căng mướt luôn. Hàng không quá lớn cô chú anh chị ạ, hàng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Nhưng mà cô chú anh chị sẽ nên là cô chú anh chị mua sẽ rất là lợi cây giống luôn ạ. Em bán với giá chỉ có 170.000 trong kg, em sẽ bán ngay từ 0,3 kg rồi cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy ạ. Cái dòng hàng này thì thời điểm bây giờ cây đang bắt đầu là chuẩn bị cho nụ này, cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Có những cây đang bắt đầu là sưng nụ và mầm gốc cũng đang chuẩn bị lên. Nói chung là cái mùa mà rất là đẹp để mà cô chú anh chị ghép những cái dòng lan hoàng thảo. À, đây là cô chú anh chị nhìn này, thân nào thân đấy nụ luôn và đang chuẩn bị là nhú nụ như vậy nhá. Cái dòng lan kim điệp xuân em đang bán với giá chỉ có 130.000 trong 1 kg thôi. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg, tức là với 0,3 cô chú anh chị mình có thể có ngay những cái giò kim điệp xuân với những cái chùm hoa vàng rực rỡ để mà thưởng thức hoa rồi. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan bên này thì em đang có cái dòng lan hoàng thảo trúc mành cô chú anh chị ạ. Cái thời điểm rất là đẹp trong năm để mà cô chú anh chị mình có cơ hội ngắm những bông lan trúc mành cực kỳ là xinh và một cái cơ hội có thể khả năng trồng thuần được những cây trúc mành cao nhất. 1 kg với giá 180.000, em sẽ bán ngay từ 0,3 kg đây cô chú anh chị nhìn này. Nói chung là cái mùa này thì những cây dòng hoàng thảo thoải mái vận chuyển đóng gói cô chú anh chị ạ. Nó đang là cái mùa nghỉ nên là thoải mái đóng gói vận chuyển. À, tiếp sang bên này đây thì em đang có những cây lan đai châu Thái này cô chú anh chị này, những cây đai châu Thái hàng bóc trụ của vườn Việt Nam. Đó, hàng bóc trụ của vườn Việt Nam 1 kg được rất là nhiều luôn cô chú anh chị nhé. À, với giá chỉ có 350.000 cho 1 kg thôi ạ. Ngay ngắm từ những cái thân lá thôi cô chú anh chị mình có thể cảm nhận được cái màu sắc, đa màu sắc của dòng châu Thái rồi. Đấy, cây rất là khỏe và rất là xinh luôn. À, và em bán ngay từ 0,3 kg. Với 0,3 cô chú anh chị mình có thể sở hữu đấy nhá, 0,3 tức là 105.000 thôi đấy ạ. Thì cô chú anh chị mình có thể sở hữu khoảng tầm 5 cho đến 8 cây đai châu Thái như thế này cô chú anh chị nhá. 5 cho đến 8 cây đai châu Thái. À, như vậy tức là với số tiền có 105.000 thôi. Và bên này đây, nếu như cô chú anh chị mình mà muốn mua những cây lan gọi là chuẩn màu ạ, thì cô chú anh chị mình hãy lấy cho em những cây đai châu Thái ở đây cô chú anh chị này. Đây là cái cây châu hồng cánh sen nhá cô chú anh chị nhá. Một cái mã màu mà em nghĩ rằng là những người chơi lan chắc là không thể không muốn sưu tầm những cây mã châu hồng cánh sen đúng không ạ? Một cái mã gọi là đắt tiền nhất trong tất cả cái mã màu của đai châu. Một cây châu hồng cánh sen năm ngoái thì có những cây nó đã cho hai cái vòi bông như vậy rồi. Đó là những cây đã trưởng thành và có thể cho hoa hết cô chú anh chị nhá. Rất là đẹp như vậy. Đang bán có 90.000 cho một cây thôi cô chú anh chị ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây đai châu màu cam đỏ. Một cái màu sắc rất là mới và đáng thưởng thức. Màu cam đỏ đây cô chú anh chị nhìn cho em, châu màu cam đỏ. Đây ạ. Chuẩn màu nhá cô chú anh chị nhá. Hàng này đã nở hoa tại vườn rồi nên là rất là chuẩn màu sắc. Thì một cái cây cam đỏ này năm vừa rồi đã cho những bông hoa rất là đẹp rồi. Và giá chỉ có 80.000 cho một cây thôi. Và mỗi một bên lá sẽ dài khoảng tầm 25 cm trở lên rồi đấy ạ. Mỗi một bên lá của nó ấy cô chú anh chị. Đó, là những cây đã trưởng thành có thể cho hoa rất là đẹp rồi. Hoàng thảo vôi đây cô chú anh chị, em có 2 cái lô hoàng thảo vôi duy nhất. Về cái vôi thì về độ thơm của nó chỉ đứng sau trầm. 2 lô vôi cô chú anh chị ạ, hoa thơm nức nở luôn. Và thời điểm bây giờ thì cây đang chuẩn bị có những thân đang chuẩn bị ra hoa cũng như là cái mầm gốc đang lên cô chú anh chị ạ. Em đang bán một cái lô vôi như vậy với giá chỉ có 50.000 cho một lô thôi. Và sang bên này đây thì em đang có những cái lô dáng hương đuôi chồn. Đuôi chồn nhá cô chú anh chị nhá, có những cây nó rất là to. Đấy. Bên này thì hàng nó đều đều như vậy thôi. Đó, hàng đều đều nhá cô chú anh chị nhá. Giá là 180.000 một kg. Còn bên này đây thì em có những cái rề, những cái khóm mà rất là khủng luôn. Cô chú anh chị mình có thể lựa chọn. Em đang chia theo hình rồi đây cô chú anh chị này. Hình này em gọi là cái hình số 1 ạ. Hình số 1 này thì em có 2 rề cô chú anh chị nhá. 2 rề, đây cô chú anh chị nhìn cho em. Ôi cây này năm ngoái cái vòi hoa dài đến cả 5 trên 50 cm cô chú anh chị ạ. 2 rề chồn rất là đẹp như thế này. Và 2 rề chồn này em xin phép được bán với giá là 180.000 cho 2 rề chồn này cô chú anh chị nhá. Gọi là cái hình số 1, à, hình số 2 đấy ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là cái hình số 3. Chồn bắc ạ, rất là đẹp luôn, cái hình số 3 cực kỳ là đẹp luôn. Và cái lô chồn bắc hình số 3 cái rề này xin phép được bán với giá là 130.000 cho rề chồn này cô chú anh chị nhá. Không phải dễ dàng mà kiếm được những cây hàng rề rất là đẹp như thế này đâu ạ. Đấy ạ. Xin phép bán là 140.000 đi. Cái rề hình số 3 này là 140.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 5 này.
cô chú anh chị này. Hình số 5 cũng là nguyên một cái rễ chồn. Đó, nguyên một rễ chồn thì có cái cây này nó bị gãy ngọn mất một cây này, cô chú anh chị này. Đó, tuy nhiên thì cái rễ chồn này cũng rất là to bự luôn. Cái rễ chồn này em xin phép được bán với giá là 170.000 nhá, cô chú anh chị nhá. 170.000 cho cái rễ chồn này. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 5. Hình số 5. Một cây mẹ chồn một mẹ ba con rất là to, cô chú anh chị này. Đó, một cây chồn một mẹ ba con, cái hàng vừa khai thác ở trên rừng về. Một mẹ ba con và thêm một cái cây chồn rất là to này nữa. Đó. Cặp đuôi chồn cây cực kỳ là khủng và to này này, bao nhiêu cặp lá đây. Và cặp chồn này em xin phép được bán với giá là 180.000 cô chú anh chị nhá. Và sang hình tiếp theo là hình số 6 ạ, một cái phần chồn mà có ba ngọn cây chồn rất là to ở đây ạ. Ba cây chồn rất là to ở đây. Em cũng xin phép bán cái hình này với giá là 180.000 ạ. Và sang bên này đây là một cái rễ kiều vàng rất là khủng luôn. Đó, cái rễ này mà đến khi mùa hoa nở thì chắc chắn đấy ạ, những cái mắt nụ sưng rất là lớn luôn. Cái rễ kiều vàng của hàng Tây Bắc. Cái rễ nguyên một rễ rất là khủng như thế này. Và cái rễ này em xin phép được bán nó với giá sẽ là 320.000 cho rễ kiều này cô chú anh chị nhá. Cái rễ mà cực kỳ là nhiều thân như thế này. Đó, một cái giò cực kỳ là khủng luôn. Một cái rễ kiều vàng cực kỳ là khủng như vậy. Nói chung là em bán lan rất là lâu rồi, nhưng mà để mà có được một cái rễ kiều to như thế này thì lần đầu tiên, gần như là lần đầu tiên mà em gặp một cái rễ kiều vàng to như vậy đấy ạ. Và tiếp sang bên này đây thì hôm nay em lại có về một cái lô kiều tím Yên Tử. Một cái giống kiều phải nói là vô cùng là quý và vô cùng là quý cô chú anh chị ạ. Nó là một trong những dòng lan kiều gọi là tím đậm nhất trong tất cả những cái dòng kiều ạ. Dạ, cô chú anh chị nhìn cho em. Một trong những cái cây kiều gọi là quý nhất trong tất cả những cái dòng lan kiều tím nhé cô chú anh chị nhé. Với bông hoa mã màu rất là đẹp. Đây là một số bông kiều tím Yên Tử mà đã sổ tại vườn cô chú anh chị này. Đã sổ tại vườn cực kỳ là đẹp như thế này ạ. Dạ. Và một cái chậu lan kiều tím Yên Tử để cô chú anh chị mình có thể thỏa mãn đam mê của mình với những cái bông kèn tím đẹp như ý muốn cho cô chú anh chị. Và giá của một cái chậu như thế này thì em xin phép được bán có 150.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. 150.000 cho một giò thôi. Để cô chú anh chị mình có thể tham khảo giá trên thị trường. Một cái chậu lan kiều tím Yên Tử mà cách đây vừa mới người ta vừa mới đăng đó, người ta bán một chậu là 190.000 cô chú anh chị nhé. Một chậu là 190.000 cơ ạ. Để ạ. Cái chậu bé tí xíu như vậy thôi, một chậu người ta bán đến 190.000. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em nhé. Thì ở đây đó. Nên là cô chú anh chị mình yên tâm rằng là khi mua bên em thì cô chú anh chị không bao giờ lo phải bị mua là với cái giá là đắt. Một cái chậu kiều với giá 150.000 thì cô chú anh chị mình có thể thỏa mãn đam mê với những bông kiều tím. Dạ, sang bên này đây thì hôm nay em còn về một cái lô kiều tím Thái. Cái dòng kiều tím Thái thì cô chú anh chị nào mà đã từng chơi rồi thì biết cái thân cực kỳ là đẹp luôn. Cái lô kiều tím Thái hôm nay về thân rất là mập đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Và cái dòng kiều tím Thái này, cái màu sắc mà gần như là rất là chuẩn màu luôn cô chú anh chị ạ, gần như là rất là chuẩn màu luôn. Đây ạ, đây là cái mặt bông kiều tím Thái mà vừa rồi vừa sổ tại vườn nhá cô chú anh chị nhá. Vừa rồi vừa tại sổ tại vườn nhà em. Đó, cái mặt bông của kiều tím Thái nó cực kỳ là đẹp và nó sẽ rất là chuẩn màu cho cô chú anh chị, tức là cây nào gần như là cũng sẽ tím lịm cực kỳ là đẹp luôn. Đây là cây kiều tím Yên Tử, đây là kiều tím Thái cô chú anh chị nhá. À. Đây ạ, kiều tím Thái đây ạ, rất là đẹp như vậy. Và một cái chậu lan kiều tím Thái như thế này thì em đang để giá có 110.000 thôi ạ. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng lan kiều vuông. Kiều vuông cánh trắng, kiều vuông lộc bắc nhé cô chú anh chị nhé. Một cái chậu mà hơn chục thân, cả thân ngắn dài. Để cô chú anh chị mình có thể có ngay một cái giò lan kiều, phải nói là thưởng thức hoa tuyệt vời. Với giá em đang bán chỉ có 200.000 cho một giò thôi ạ. Và sang bên này đây thì em đang có những cái chậu lan hoàng thảo chuỗi ngọc này cô chú anh chị này. Một cái mặt bông mà, một cái dòng lan mà vừa đáng chơi từ thân lá, từ thân cho đến cái mặt bông của chú anh chị ạ, rất là bền hoa luôn. Và thời điểm bây giờ thì những cây chuỗi ngọc nó đang nụ như thế này này cô chú anh chị này. Đó, về cô chú anh chị mình có thể được thưởng thức hoa luôn. Và cái dàn mầm gốc đang lên rất là tuyệt vời luôn. Đó, dàn mầm gốc đang lên rất là đẹp như vậy. Thì một cái chậu lan hoàng thảo chuỗi ngọc như vậy này, em đang bán với giá chỉ có 150.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. Hàng đang nụ và đang lên mầm gốc rất là đẹp. Một cái dòng lan mà đẹp từ thân lá luôn ạ. Và sang bên này đây thì em có những cái chậu lan đùi gà. Những chậu lan đùi gà tròn có những cái thân thì đang bắt đầu là sưng nụ chi chít như thế này này cô chú anh chị này.
Đó, một cái chậu đùi gà tròn xách nặng chĩu tay, nhổ ra có thể lên đến cả 1 kg nếu như mang về cân. Rất là to như thế này. Em đang để giá một chậu rất là khủng như vậy, giá chỉ có 150.000 cho một chậu thôi, đùi gà tròn cô chú anh chị nhá. Thay vì cô chú anh chị mua 1 kg gà tròn giá 190 đến 200 thì cô chú anh chị có thể lấy cho em cái chậu lan thuần như thế này. Đó, về chơi hoa luôn và về cũng không cần phải trồng lại. Có ngay một cái giỏ lan đẹp và giá cực kỳ là rẻ. Sang bên này đây thì em có những dòng len đô xuân cô chú anh chị ạ. Cũng có những cái thân nó đang nụ rồi này cô chú anh chị này. Một cái trò giò cực kỳ là sum suê và khủng như thế này, giá có 150.000 cho một chậu thôi. Đây là cái hàng mà mình đã trồng thuần sẵn tại nhà rồi cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, đó là những cây, đây là những cây lan hoàng nhạn cô chú anh chị này. Đây là nhạn 4N cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy ạ, cây nào cây đấy bản lá cực kỳ là to và đẹp như thế này này. Đó, cây thì rơi vào ít nhất là 5 cặp lá trong một cây. Đó, để cô chú anh chị mình có thể thỏa mãn đam mê của mình với những cái cây hoàng nhạn 4N, những cái siêu phẩm nhạn rất là tuyệt vời như vậy. Thì một cây nhạn 4N này đã thay bao nhiêu lần chậu rồi cô chú anh chị, đã đến ba chậu lứa chậu thứ ba rồi đây cô chú anh chị nhá. Một cái giỏ nhạn 4N rất là đẹp như thế này em đang xin phép được bán với giá chỉ có 160.000 thôi cô chú anh chị ạ. Giá em bao rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị mình. Riêng những cây nhạn 4N đẹp như thế này những nơi khác người ta không bao giờ có giá dưới 200.000 đâu cô chú anh chị ạ. À, tiếp sang bên này đây vẫn là những cái cây nhạn 4N và những cái cây này thì cực kỳ là to. Nói chung là những cái cây nhạn 4N này cô chú anh chị về mình lên giò ấy thì chắc chắn là giống như là hoàng hậu lên ngôi luôn. Phải lúc nào cũng có được những cây nhạn 4N to lớn như này đâu ạ. Hình này em gọi là hình 11, cô chú anh chị mình ưng cái hình nào, hàng nhạn bên kia hay nhạn bên này thì cô chú anh chị cứ lựa chọn cho em nhé. Hình 11 này, một cái cây nhạn mà khoảng tầm hơn chục cặp lá, nó có hơi lỗi một chút xíu ở đây. Đó, lỗi một chút xíu thôi cô chú anh chị nhé, cây thì rất là khỏe. Em đang bán 230.000 ạ. Hình tiếp theo hình số 12 này, một cây nhạn rất là đẹp. Em bán 200.000 và hình số 13. 180.000 và hình số 14 này. 170.000, cây này cũng hơi lỗi một chút. Và hình tiếp theo là hình số 15. Cây này thậm chí có cả cây con nhé, 180.000 và hình số 16 ạ. Số 16 170.000 và hình số 17. Có cây to như thế này cô chú anh chị lên chậu là cực kỳ là giá trị luôn. Số 17 190.000 và hình số 18 cũng là 190.000 và hình 20. Hình số 18 190.000. Hình số 17 nhá, 190 này, hình số 18 190. Hình số 19 ạ. Hình số 19 170.000. Cái hình này nó bị vỡ lá một chút ở đây nhá. Tiếp theo sẽ là hình số 20, cây này em bán 170.000 luôn ạ. Ngoài ra thì em còn có cả những cây nhạn 4 nhạn rừng mà nhìn gần như là nó như là cái nhạn 4N luôn cô chú anh chị ạ. Đó, cây rất là đẹp. Cây nhạn rừng. Một cái giò nhạn rừng mà với số cây là 3 cây. Cái giò này cô chú anh chị mà lên giò thì nó là thành tác phẩm luôn đấy cô chú anh chị. Hàng này thì người ta đã trồng rất là lâu rồi, chăm sóc rất là kỹ càng thì mới được có một cái cây thẳng tắp, một chậu đẹp như thế này. Cái giò này xin phép bán 230.000 ạ. Chậu này giò này 3 cây lớn và một cây nhỏ nhá. Gọi là hình số 10 đấy ạ. Hình số 9 này. 120.000 cho một cặp đôi nhạn thuần sẵn trên trụ như này và hình số 8 60.000 thôi cô chú anh chị nhá. 60.000 cho cây này thôi ạ. Và hình số 7 này. Hình số 7 này em xin phép được bán với giá là 100.000 cho một cái cặp đôi này. Đó, cặp đôi này thì có cái cây này nó bị lỗi lá ở đây này. Còn là sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan hài cô chú anh chị nhé. Với dòng hài đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, em còn duy nhất 3 cái chậu lan hài này thôi ạ. Cái dòng lan hài Helen gần như là hiện tại là sắp tuyệt chủng trên rừng rồi hay sao ấy. Cái dòng lan mà phân bố rất là hẹp, người ta mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng. Mà em nghĩ rằng là ai chơi lan hài chắc đều yêu thích đúng không ạ? Một cái chậu lan hài Helen này này, chuẩn bị sắp đến mùa hoa rồi. Thì cái chậu này em gọi là cái chậu số 21 nhá. Em xin phép được bán chậu 21 này với giá là 170.000, chậu 22 với giá 150.000 và chậu 23 150.000 nhá. Có 3 chậu hài Helen như vậy thôi. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan hài Cosi ạ. Chậu lan hài Cosi, hài Cosi thì những cái chậu lan hài này cô chú anh chị có thể nhìn thấy là năm ngoái thì đã có rất là nhiều những cái vòi bông như vậy này. Đó, một cái chậu lan hài Cosi ở đây. Đây ạ, một chậu lan hài Cosi ở đây ạ. Rất là đẹp như vậy. Thì một cái giò lan hài Cosi này, với chậu lan hài Cosi này, mỗi một cái chậu mà sum suê như thế này em đang để giá là 110.000 cho một chậu nhé. Còn sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan hài Henry. Nói chung là mỗi một cái bông hài nó có một cái vẻ đẹp riêng của chú anh chị ạ. Dòng lan hài Henry. Một cái chậu lan hài Henry như vậy em xin phép được bán với giá là 100.000 nhé. Và mặt bông của dòng lan hài Henry đây cô chú anh chị, nó mang hình dáng chiếc hài màu hồng. À, rất là đẹp như thế này.
Đây ạ. Mang hình dáng chiếc hài màu hồng cực kỳ là xinh như vậy nhá. Đấy, giá của một chậu Henry như vậy giá là 100.000. À, sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái chậu lan trầm rồng đỏ ạ. À, em nghĩ rằng là cái trầm rồng đỏ một cái mặt mặt bông mà cực kỳ là đẹp luôn đây em cô chú anh chị. Tự dưng em thấy là một cái chậu này có một cái cây môi tuyết rất là đẹp. Đó, chắc là cô chú anh chị đã có cô chú anh chị từng mua một cái thân trầm rồng đỏ với giá vài 300.000 đúng không ạ? Thơm nức mũi luôn nhé cô chú anh chị nhé. Hàng trầm rồng đỏ thời điểm bây giờ đang nụ, đa số là đang nụ, mầm gốc đang lên rất là tuyệt vời như thế này. Thì một cái chậu lan trầm rồng đỏ như vậy em đang xin phép chậu ít nhất là từ 4 thân đấy cô chú anh chị ạ, có đang nụ. Đó. Thì em xin phép bán với giá chỉ có 100.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá. 100.000 cho một cái chậu lan trầm rồng đỏ như vậy thôi ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan trầm cổ này. Một cái dàn mầm gốc cực kỳ là tuyệt vời luôn, cái dòng trầm cổ ạ. Chậu rơi thì ít nhất là 5 thân trở lên cô chú anh chị nhá. Và hiện tại cũng đang có những cây mà có nụ rất là đẹp như thế này. Đấy. Đây ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em này. Nói chung là riêng cái dòng trầm cổ này cô chú anh chị mà chăm đạt ấy, chiều dài của nó có thể đạt đến cả 2 mét cô chú anh chị ạ. Với chậu trầm cổ rơi ít nhất là 5 thân và một dàn mầm gốc phải nói là siêu siêu đẹp luôn ạ. Và giá em đang bán là 120.000 cho một cái chậu lan trầm cổ như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị mình cùng em ngắm cái mặt bông của dòng trầm cổ ạ. Cái mặt bông mà với cái sắc hoa cực kỳ là thắm và đẹp luôn. Đây ạ, rất là tuyệt vời như thế này, mặt bông trầm cổ. Đấy, chậu này chỉ có 4 thân thôi cô chú anh chị nhá. Mà cũng chưa phải là to lắm đâu ạ. Đã rất là đẹp như thế này rồi. Thì một cái chậu trầm cổ như vậy đang nụ, cô chú anh chị mình có thể được thưởng thức hoa cũng như là có một cây giống tuyệt vời với giá chỉ có 120.000 thôi. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan giả Hawaii cô chú anh chị ạ. Những cái chậu lan giả Hawaii thân nào thân đấy mập nú là căng mướt luôn, có những thân đang chi chít là nụ này cô chú anh chị này. Đó. Đó. Đây ạ. Và một cái chậu lan giả Hawaii rơi ít nhất là 5 thân như vậy em đang để giá là 100.000 thôi ạ. Và sang bên này đây, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái loại lan mà cũng cực kỳ là xinh đẹp ạ. Cái dòng lan giả hạc hoa hồng đỏ nhá. Thời điểm hiện tại thì em đang có một số thân mà nở tại vườn cho cô chú anh chị nào yêu mến cái sắc hoa cánh hoa hồng tím rất là đẹp này. Hồng đỏ rất là đẹp ở đây ạ. Cô chú anh chị mình có thể sưu tầm nhá. Thì một cái chậu giả hoa hồng đỏ hiện tại đang có mầm gốc và cũng đang có nụ. Đấy, đang có nụ rất là đẹp như vậy. Chậu rơi từ ít nhất là 7 thân nhá chú anh chị nhá. Giá em đang để giá hôm nay sẽ là rẻ sập sàn luôn cho cô chú anh chị mình. 100.000 cho một cái chậu giả hoa hồng đỏ này thôi. Đó, về cô chú anh chị vừa có một cây lan giống rất là xinh mà lại có ngay một cái giò lan để mà sưu tầm. Giá có 100.000 thôi cô chú anh chị nhá. Đó, những cái bông giả hoa hồng đỏ rất là yêu như thế này. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan hạc vĩ thiên cung lữ bố ạ. Hàng cũng đang nụ. Đây, những cái bông giả hoa hồng đỏ cực kỳ là đẹp. À, những cái chậu lan hạc vĩ thiên cung lữ bố cũng đang nụ rất là đẹp luôn. Và cũng đang lên cái dàn mầm gốc cực kỳ là tuyệt vời như vậy đấy ạ. Thì một cái chậu lan hạc vĩ thiên cung lữ bố này em xin phép cũng bán hôm nay. Giá sẽ là 100.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. 100.000 cho một chậu hàng để cô chú anh chị về làm giống cũng như là về để mà cô chú anh chị ngắm hoa. Cái mặt bông của hạc vĩ thiên cung lưỡi bố đây. Đó, chậu cũng rơi vào ít nhất là từ 7 thân trở lên đấy ạ. Mầm gốc này cô chú anh chị này và đang nụ rất là tuyệt vời. Sang bên này đây thì em đang có những cây lan tiêu cô chú anh chị ạ. Những cây lan tiêu này. Đó, những cây lan tiêu này cô chú anh chị chỉ cần cô chú anh chị không biết là cô chú anh chị đã từng thưởng thức cái mùi hương của dòng lan tiêu này chưa? Mùi hương của nó phải nói là chỉ cần một chậu thôi thơm cả phố cô chú anh chị ạ, rất là thơm, thơm cả xóm luôn. Đấy, một chậu lan tiêu cái đây là hàng giống, cái chiều cao của nó khoảng tầm 25 cm nhé cô chú anh chị nhé. Giờ em đang bán là 80.000 và cây bạch trà cổ ạ. Bạch trà cổ một cái dòng trà mà cực kỳ là quý, bông hoa của nó có thể đạt to đến cả cái bát con luôn. Thì một cái chậu bạch trà cổ hàng giống này cũng chiều cao cũng trên 20 cm, rất là cứng cáp, em đang để giá là cũng 18.000 thôi. Sang bên này thì có những chơi cây bạch trà cổ mà cái chiều cao của nó đã đạt đến mà cây này đã trồng được hơn 2 năm nhé cô chú anh chị nhé. Trong cái bầu rất là khỏe như vậy mà hoàn toàn là hàng Việt Nam mình đấy ạ. Giá em đang bán chỉ có 80.000 thôi ạ. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái mặt bông điện lan cọp đỏ, rồng đỏ nhé cô chú anh chị nhé. Cái mặt bông mà với bản thân em không biết là cô chú anh chị cảm nhận như thế nào về cái mặt bông của dòng điện lan rồng đỏ. Nhưng với bản thân em thì thực sự là rất là yêu mến, rất là hứng thú, cực kỳ là cảm xúc
với cả cái mặt bông rồng đỏ này cô chú anh chị ạ, một cái mặt bông mà nó không lớn như Sato nhưng mà lại có cái sắc hoa đỏ thắm và cái khuôn bông hoa cực kỳ là đẹp như thế này. Đó, hoa này thì rất là bền luôn cô chú anh chị nhá. Và rất là khỏe cây như thế này ạ. Một cái chậu thì cô chú anh chị về có thể thưởng thức hoa này và có thể có một cái cây rồng rất là tuyệt vời. Thì một cái chậu địa lan rồng đỏ như vậy rơi vào hai ngồng hoa ấy ạ. Hai ngồng hoa em xin phép được bán với giá là 150.000 thôi ạ. Và có 3 ngồng hoa 160 và 4 ngồng hoa sẽ là 170. À đâu, 2 ngồng hoa sẽ là 160 nhá cô chú anh chị nhá. 3 ngồng hoa sẽ là 170. À, 4 ngồng hoa sẽ là 180 và 5 ngồng hoa sẽ là 190. Đó, thì để cô chú anh chị về thưởng thức hoa trong cái thời gian rất là dài, cây đang bắt đầu là hé nở thôi cô chú anh chị này. Đó. Thoải mái cô chú anh chị về chơi hoa, riêng cái dòng này hàng Tết vừa rồi săn không có hàng luôn mà cực kỳ là đắt. Đây ạ, cái chậu rồng đỏ của em đây cô chú anh chị nhá, em chơi từ trước Tết đến bây giờ mà chơi năm thứ bao nhiêu rồi nên là cái bông hoa của nó phải phần là hơi nhạt màu đi rồi. Đấy, trước đây nó cũng rất là rực rỡ như bên kia, còn cây này thì em đã chơi từ trước Tết rồi. Đó, chơi năm thứ ba thứ tư rồi mà để chỏng chơ ở trong cái chậu như vậy mà nó vẫn cứ năm nào cũng nở hoa. Đấy, năm nay thì nó hơi cằn cỗi và nở ra ít hoa hơn như thế này cô chú anh chị này. Đó, một cái chậu rồng đỏ em nghĩ rằng là vừa là một cái cây lan giống rất là khỏe đẹp và một cái mặt bông cực kỳ là tuyệt vời như thế này để cô chú anh chị mình có thể sở hữu sưu tầm cô chú anh chị nhá. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan vũ nữ cá mập, mỗi một chậu như vậy là có hai vòi bông ạ. Và hoa thì phải nói là vô cùng là thơm với cái sắc hoa tím đẹp một cách bí ẩn luôn. Em đang bán một chậu cọp vũ nữ cá mập hai vòi bông mà rất là khỏe và rất là đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Đó, chậu nào cũng như chậu nào hai vòi bông căng đét nụ căng tuyệt vời như vậy. Giá em đang bán có 110.000 cho một chậu thôi. Đây mặt bông của vũ nữ cá mập đây ạ. Sang bên này đây cũng là dòng lan vũ nữ này. Vũ nữ hoa vàng. Một cái chậu mà chỉ có mỗi một cái vòi bông thôi ạ, nhưng cũng đủ lung linh bởi vì là cái hoa của nó phân nhánh chi chít là phân nhánh đến cả chục nhánh luôn cô chú anh chị nhá, đến cả chục nhánh luôn, hơn chục nhánh luôn. Nên là chỉ cần một vòi bông thôi cũng đủ sáng, tạo ra một cái không gian rất là xinh đẹp rồi. Và một cái chậu như vậy để cô chú anh chị về thưởng thức hoa hơn cả một tháng trời và làm ngay một cây giống rất là đẹp. Em đang để giá một chậu như vậy với giá có 90.000 thôi ạ. Vũ nữ hổ vàng này cô chú anh chị này, hôm nay em sẽ bán còn vài chậu em sẽ bán rẻ sập sàn cho cô chú anh chị mình luôn nhá. Đây ạ. Cái mặt bông vũ nữ hổ vàng, chậu nào chậu đấy khủng bố, to khủng bố luôn cô chú anh chị ạ. Cái mặt bông này, cái mắt này, cái mắt đỏ này nếu mà ban ngày thì cực kỳ là sáng luôn. Đỏ rất là tươi luôn nhé cô chú anh chị nhé. Với một cái chậu mà nhiều thân như thế này cô chú anh chị sẽ thưởng thức hoa quanh năm luôn ạ. Bởi vì là cái ngồng hoa này nó tàn đi thì sẽ những cái thân khác nó sẽ bắt đầu là nhú nụ hoa. Và một chậu như vậy hôm nay em sẽ để giá nhé 150.000 thôi cho một chậu mà có một ngồng hoa, 170.000 cho chậu từ 2 cho đến 3 vòi bông cô chú anh chị nhé. Cái giá riêng cái dòng này trên thị trường không nơi đâu người ta bán dưới một chậu khủng như thế này, không nơi đâu người ta bán dưới 200.000, bông hoa cực kỳ là to luôn cô chú anh chị, nhanh tay sưu tầm ạ. Một cái mặt bông rất là đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan cát. Một cái mặt bông cát đỏ cẩm tú, đỏ tú cầu nhá cô chú anh chị nhá. Cát đỏ cẩm tú ạ, cực kỳ là đẹp như thế này. Đó, nó đỏ rực rỡ như thế này và hoa của nó sẽ là hoa chùm nhé cô chú anh chị nhé. Rất là tươi và rất là rực rỡ luôn. Hàng này thì hàng chuẩn từng chậu một là đã được gắn hết tem rồi. Chuẩn mặt bông cho cô chú anh chị và một chậu là một bụi to đùng như vậy. Xin phép em đang bán với giá chỉ có 110.000 thôi. Hàng chuẩn mặt bông cô chú anh chị nhé. Bên này cũng là những cái chậu lan cát. Nhưng mà cái hàng này ấy là cái hàng mặt hoa xổ số này cô chú anh chị này. Cũng là một cái bụi rất là to. Nói chung là những cái chậu lan cát thì cô chú anh chị mình yên tâm là cái mặt bông nào cũng rất là tuyệt vời. Đấy, chẳng qua là cô chú anh chị mình muốn chuẩn mặt bông đấy, thì cô chú anh chị sẽ chọn lựa thôi. Chứ còn thực ra cái mặt bông cát nó rất là đẹp. Em đang bán một chậu cát mặt hoa xổ số như vậy với giá có 80.000 thôi ạ. Và sang bên này đây là một cái chậu đen đô duy nhất. Một cái chậu mà cô chú anh chị về vẫn còn được thưởng thức hoa này cô chú anh chị này. Một cái dàn mầm gốc rất là đẹp. Cái chậu mà chi chít là mầm gốc tuyệt vời như vậy, hiện tại em đang để giá là 100.000. Đó, dòng đen đô chớp tím của chính chị nhá, mặt bông tròn bầu cực kỳ là xinh. 100.000 cho một cái chậu này ạ. Bên này đây thì em đang có những cái chậu dáng hương đuôi cáo này, em đã có chia theo hình để cô chú anh chị mình lựa chọn. Cái chậu cáo này, chậu này em xin phép bán chậu 24 140.000, 25 cũng 140.000 luôn ạ, 26 cũng 140.000 luôn, 27 cũng 140.000 và 28 140.000, 29 cũng 140.000 chậu 3 cây nhá. Và
30 140.000 và 31 cũng 140.000 luôn ạ. Sang bên này sẽ là những cái giò giáng hương tam bảo sắc, em còn có hai giò duy nhất 100.000, chậu số 1 và chậu số 2 cũng 100.000 ạ. Hai cái chậu địa lan mạc xuân, mỗi một chậu địa lan mạc xuân như vậy em bán là 100.000 một chậu. Còn bên này sẽ là những cái chậu lan thanh đạm sữa. Một cái chậu thanh đạm sữa như vậy em xin phép được bán với giá 100.000 cho một giò, rất là to, rất là sum suê luôn, cực kỳ là bền hoa. Sang bên này thì em đang có những chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan ạ. Để cô chú anh chị mình lựa chọn những cái giá thể trồng cho những cây lan xinh đẹp của vườn nhà. Vỏ thông ạ, đủ size luôn, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn nhé. Đồng giá 2.000 trong kg, và đặc biệt cái vỏ thông, những cái vỏ thông size lớn này đó là vỏ thông mài hết ạ. Thì cái hàng này em nhập giá rất là cao luôn. Còn bên này đây thì em đang có dớn vụn này, dớn vụn 40.000 trong kg và dớn bảng. Dớn bảng thì ở đây em có bảng này với kích cỡ là 13, 30, với giá em đang bán là 15.000. Kích cỡ 20, 30 với giá 18.000 và kích cỡ là 18-40 với giá em bán là 18, tầm 18-40 với giá là 22.000. Bên này thì em đang có rêu rừng này, cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Cái lô rêu rừng về 1 kg siêu nhiều luôn, 50.000 trong 1 kg. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hồng nguyễn 25.000 trong một lọ, 5.000 trong một cặp, Atonic 12.000 trong một gói nhá. Súc thai hormone tăng trưởng 50.000 trong một lọ, B1 thái 40.000. B12 giải độc cho cây 30.000 trong một lọ, liền da mỹ tiến 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Siêu da dễ N3M 30.000 trong một lọ, 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000. 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000, cắt tan đặc trị thối nhũn 4.000 trong một lọ. Và thuốc đặc trị côn trùng 80.000 trong một lọ. Em có Chicho Đề Ma, phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi, phân bón trùn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một túi, và phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ dịch chuối, phân châu, đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Sản phẩm với giá 35.000 trong một túi 1 kg. Một cái sản phẩm mà nói vô cùng hoàn hảo luôn. Cái sản phẩm này phân dê đã qua xử lý rồi cô chú anh chị nhé. Chú anh chị yên tâm về sử dụng bón cây. Em đang bán với giá là 18.000 một kg, và tinh dầu hồi với giá là 40.000 trong một lọ, có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt của chú anh chị nhé. Một cái sản phẩm tinh dầu hồi mà được chiết xuất hoàn toàn từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng. Cô chú anh chị biết rằng là từ những cái bông hoa hồi, những cánh hoa hồi người ta cho vào món ăn, tạo hương vị, tạo độ ngọt và cực kỳ là tốt đối với sức khỏe đúng không ạ? Và những cái giọt tinh dầu hồi như vậy được chiết xuất từ những cánh hoa hồi chắc chắn rằng sẽ đem đến cho cô chú anh chị những rất là nhiều những cái công dụng dược liệu tuyệt vời luôn ạ. Rồi ạ, em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những cái mặt hàng hôm nay bên em đang có về ngập nhà luôn, để cô chú anh chị mình có thể lựa chọn sưu tầm những cây lan đẹp và rẻ cho sân vườn của nhà mình ạ. Em cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi.